Chào các bạn, trong phần bài học về Layer Style này chúng ta lại cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về một hiệu ứng nữa đó là hiệu ứng Bevel Emboss. Để trở lại với công việc thì chúng ta lại lựa chọn Layer Style, sau đó các bạn kích đúp vào phần trống hoặc bây giờ chúng ta có một biểu tượng FX phía bên phải rồi. Chúng ta có thể kích đúp trực tiếp vào chữ FX đó để mở cái bảng Layer Style của chúng ta ra. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các giá trị để giúp chúng ta có thể biên tập cái Bevel and Emboss này. Trước tiên để cho nó dễ quan sát thì mình sẽ tắt bớt cái hiệu ứng In Grow mà chúng ta tạo ra trong bài học ngày hôm trước. Bạn nhìn thấy là chúng ta có một cái hiệu ứng bevel emboss được tạo ra trên layer hình ảnh mới rồi. Bevel emboss cho phép bạn tạo ra cái hiệu ứng là làm cho cái hình hay là layer hình ảnh của chúng ta nó nổi gờ lên hay nổi khối lên. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về các cái điều chỉnh trong bảng bevel emboss ở phía bên phải này. Đầu tiên là trong bảng style bạn sẽ có một số các cái lựa chọn dành cho hiệu ứng bevel emboss đó là outer bevel thì cái hiệu ứng của chúng ta nó sẽ được đẩy ra phía bên ngoài. Bây giờ mình tắt thử nốt cái hiệu ứng stroke và hiệu ứng drop shadow bạn thấy là ta có một cái hiệu ứng bevel emboss nó được đẩy ra phía bên ngoài của layer hình ảnh chúng ta tức là hiệu ứng nó sẽ không bắt đầu từ phần bên trong của hình ảnh mà sẽ bắt đầu từ phía bên ngoài tiếp theo bạn sẽ có hiệu ứng là inner bevel thông thường thì chúng ta sẽ dùng cái hiệu ứng này bạn thấy phần khối của bevel sẽ được tạo ra phía bên trong hình ảnh bạn sẽ có một cái hiệu ứng là emboss ở đây mình giải thích thêm một chút thì bevel và emboss là hai cái hiệu ứng nó ngược chiều nhau. Bevel thì làm cho đối tượng nổi lên, còn emboss thì làm cho đối tượng bị chìm xuống Nó giống như là một cái rãnh. Tiếp tục ta sẽ có một cái hiệu ứng nữa là pilot emboss thì bạn nhìn thấy hiệu ứng của chúng ta đạt được bây giờ giống như là cái chữ nó đang được khắc vào một cái mặt bề mặt của cái background. Trong trường hợp đối với bài tập này thì mình sẽ sử dụng cái hiệu ứng là inner bevel, sau đó là ta tiếp tục di chuyển đến phần technique thì bạn có ba cái technique trong này smooth là làm cho cái khối nó mềm chia shell hát thì bạn thấy cái khối nó cứng và chia shell shop thì bạn thấy cái khối nó cứng nhưng mà nó có thêm những cái nét vằn vằn chia shell hát là một cái dùi đục hay là một cái thiết bị dùng trong kỹ thuật điêu khắc nó có cái bề mặt rất là lớn hay nó gọi là cái dùi đục bản lớn còn chia shell shop là cái dùi đục bản nhỏ cho nên là khi bạn dùng hát thì cái nét của chúng ta nó được chạm trổ mượt hơn còn nếu mà bạn dùng chia shell shop thì những cái nét nó được chạm trổ một cách sần sùi hơn do cái dùi đục trong điêu khắc của chúng ta là nó có cái đầu với cái cấu tạo nó rất là nhỏ Trường hợp này thì mình sẽ sử dụng cái technique là smooth. Sau đó trong phần deep, bạn điều chỉnh thanh deep thì cái phần khối của chúng ta nó sẽ được làm sâu hơn. Thực ra nó là một cái hiệu ứng ánh sáng để giúp cho cái phần bevel emboss nó được trở nên rõ ràng hơn. Bạn nhìn thấy là khi ta kéo cái phần deep thì phần shadow và highlight trên phần ánh sáng của be khối bevel của chúng ta nó sẽ được điều chỉnh đậm lên khiến cho cái khối tạo ra một cái cảm giác cho cái khối là nó được sâu hơn. Phần direction up and down thì thực chất nó là thay đổi cái hướng của cái khối. Phần size là chính là cái phần kích thước của khối bevel này. Đối với phần bài tập ở đây thì mình sẽ kéo cái size lớn lên một chút và tầm khoảng giá trị 38. Phần soft phần là bạn sẽ làm cho cái khối nó mềm ra. Nếu như trong tình huống bạn dùng là kỹ thuật chi thì bạn có thể kéo Chào các bạn, trong phần bài học về Layer Style này chúng ta lại cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về một hiệu ứng nữa đó là hiệu ứng Bevel Emboss. Để trở lại với công việc thì chúng ta lại lựa chọn Layer Style, sau đó các bạn kích đúp vào phần trống hoặc bây giờ chúng ta có một biểu tượng FX phía bên phải rồi. Chúng ta có thể kích đúp trực tiếp vào chữ FX đó để mở cái bảng Layer Style của chúng ta ra. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các giá trị để giúp chúng ta có thể biên tập cái Bevel and Emboss này. Trước tiên để cho nó dễ quan sát thì mình sẽ tắt bớt cái hiệu ứng In Grow mà chúng ta tạo ra trong bài học ngày hôm trước bạn nhìn thấy là chúng ta có một cái hiệu ứng bevel embot được tạo ra trên layer hình ảnh mới rồi bevel Emboss cho phép bạn tạo ra cái hiệu ứng là làm cho cái hình hay là layer hình ảnh của chúng ta nó nổi g lên hay nổi khối lên bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về các cái điều chỉnh trong bảng bevel embot ở phía bên phải này đầu tiên là trong bảng style bạn sẽ có một số các cái lựa chọn dành cho hiệu ứng bevel Emboss đó là outer bevel thì cái hiệu ứng của chúng ta nó sẽ được đẩy ra phía bên ngoài bây giờ mình tắt thử nốt cái hiệu ứng stroke và hiệu ứng drop shadow, bạn thấy là ta có một cái hiệu ứng bevel emboss nó được đẩy ra phía bên ngoài của layer hình ảnh chúng ta, tức là hiệu ứng nó sẽ không bắt đầu từ phần bên trong của hình ảnh mà sẽ bắt đầu từ phía bên ngoài. Tiếp theo bạn sẽ có hiệu ứng là inner bevel, thông thường thì chúng ta sẽ dùng cái hiệu ứng này, bạn thấy phần khối của bevel sẽ được tạo ra phía bên trong hình ảnh. Bạn sẽ có một cái ứng là emboss ở đây mình giải thích thêm một chút thì bevel và emboss là hai cái hiệu ứng nó ngược chiều nhau. Bevel thì làm cho đối tượng nổi lên, còn emboss thì làm cho đối tượng bị chìm xuống, nó giống như là một cái rãnh. Tiếp tục ta sẽ có một cái hiệu ứng nữa là pilot emboss thì bạn nhìn thấy hiệu ứng của chúng ta đạt được bây giờ giống như là cái chữ nó đang được khắc vào một cái mặt bề mặt của cái background. Trong trường hợp đối với bài tập này thì mình sẽ sử dụng cái hiệu ứng là inner bevel, sau đó là ta tiếp tục di chuyển đến phần technique thì bạn có ba cái technique trong này smooth là làm cho cái khối nó mềm chia shell hát thì bạn thấy cái khối nó cứng và chia shell shop thì bạn thấy cái khối nó cứng nhưng mà nó có thêm những cái nét vằn vằn chia shell hát là một cái dùi đục hay là một cái thiết bị dùng trong kỹ thuật điêu khắc nó có cái bề mặt rất là lớn hay nó gọi là cái dùi đục bản lớn còn chia shell shop là cái dùi đục bản nhỏ cho nên là khi bạn dùng hát thì cái nét của chúng ta nó được chạm trổ mượt hơn còn nếu mà bạn dùng chia shell shop thì những cái nét nó được chạm trổ một cách sần sùi hơn do cái dùi đục trong điêu khắc của chúng ta là nó có cái đầu với cái cấu tạo nó rất là nhỏ Trường hợp này thì mình sẽ sử dụng cái technique là smooth. Sau đó trong phần deep, bạn điều chỉnh thanh deep thì cái phần khối của chúng ta nó sẽ được làm sâu hơn. Thực ra nó là một cái hiệu ứng ánh sáng để giúp cho cái phần bevel emboss nó được trở nên rõ ràng hơn. Bạn nhìn thấy là khi ta kéo cái phần deep thì phần shadow và highlight trên phần ánh sáng của be khối bevel của chúng ta nó sẽ được điều chỉnh đậm lên khiến cho cái khối tạo ra một cái cảm giác cho cái khối là nó được sâu hơn. Phần direction up and down thì thực chất nó là thay đổi cái hướng của cái khối. Phần size là chính là cái phần kích thước của khối bevel này. Đối với phần bài tập ở đây thì mình sẽ kéo cái size lớn lên một chút và tầm khoảng giá trị 38. Phần soften là bạn sẽ làm cho cái khối nó mềm ra. Nếu như trong tình huống bạn dùng là kỹ thuật chisel thì bạn có thể kéo soften, bạn cũng sẽ làm cho cái khối chisel đấy nó mềm ra giống như là smooth. Tùy vào tình huống thì bạn có thể kết hợp giữa chisel và soften. Trường hợp này mình dùng smooth nhưng mình cũng vẫn có thể dùng soften để làm cho cái khối nó được mềm ra một chút xíu. Ở phía dưới bạn sẽ nhìn thấy cái hiệu setting là cái phần biên tập ánh sáng giống như là các cái phần vùng sáng tối cho cái phần khối của bevel này. Setting ở đây thì bạn cũng có thể thay đổi góc xoay cho cái đối tượng đó bằng cách bạn đặt con chuột lên cái điểm chấm nhỏ ở chỗ này. Bạn có thể thay đổi được cái hướng chiếu sáng của nó ở đây. Hoặc là tương tự với việc đó thì bạn có thể điều chỉnh cái con số ở trong cái bảng tham số ở kia. Đó bạn có thể đưa nó về giá trị là 90 ở chỗ này. Và bạn gõ cho mình số 67 vào cái ô ở phía bên dưới để ta có được cái vị trí nó giống như cái bài mẫu mà mình đã tạo ra. Tương tự ta cũng có cái phần giá trị công tu ở đây để giúp các bạn có thể biên tập cái hiệu ứng của bevel đó thành những cái kỹ xảo khác nhau. Trường hợp đối với bài mẫu này thì mình sẽ không biên tập cái đó. Ở phía cuối bạn sẽ nhìn thấy trong phần setting ta có thể biên tập hai cái vùng sáng tối trên phần khối bevel đó bằng cách thay đổi giá trị highlight mode là màu trắng và shadow mode là màu đen tương đương với vùng sáng và vùng tối ở trên này trường hợp này giả sử mình muốn là cái phần sáng này nó sáng mạnh hơn mình sẽ kéo opacity của phần highlight đó bạn thấy cái vùng ánh sáng trên phần khối bevel nó sẽ được mạnh hơn và phần shadow mode mình không muốn dùng bởi vì trong cái phần bài tập này thì mình đã có cái phần inner glow nó tạo ra cái vùng shadow nó nằm mạnh ở phía dưới rồi cho nên cái phần shadow mode ở đây thay vì mình kéo lớn nó lên để có cái vùng shadow thì mình kéo uh, nhỏ nó xuống bằng không luôn để ta không sử dụng cái phần shadow trên cái phần uh, highlight mode ở uh, trên cái phần là shadow mode nằm ở đó mình bật tiếp cái chốc lên để bạn nhìn thấy cái hiệu ứng của chúng ta xem nó cái kết quả của nó đã được gần như bài mẫu hay chưa vậy là mình đã điều chỉnh xong cái bảng bevel embot với các cái giá trị được giới thiệu ở trong đó các bạn có thể làm theo từng cái bước mà mình vừa làm với các tham số được thiết lập giống như bài mẫu để đạt được cái kết quả giống như bài mẫu ở đây trong phần bevel embot thì nó có tích hợp thêm cho các bạn hai tính năng đó là công tua tính năng công tua này là một cái giá trị cho phép bạn điều chỉnh cái đường viền hay là điều chỉnh cái hiệu ứng cho phần cạnh nó có một cái phần cồng tua nó chảy bao xung quanh cái cái bevel của chúng ta nằm ở phía bên trên đỉnh của các cái khối khi bạn điều chỉnh cái giá trị cồng tua này thì nó sẽ làm cho các cái khối đó của chúng ta nó tăng cường cái hiệu ứng lên giúp cho cái khối nó trở nên gọn gàng rõ ràng hay là hấp dẫn hơn bạn nhìn thấy là khi mình điều chỉnh cái đường cồng tua đó thì các cái hiệu ứng ở trên phần bevel cái phần khối của bevel nó cũng sẽ được điều chỉnh theo thông thường khi mà bạn thấy cái khối bevel của chúng ta nó chưa được chắc chắn hay là nó chưa được rõ nét thì ta có thể tạo thêm cái hướng công tua cho nó và điều chỉnh cái biểu đồ công tua ở đây. Phần texture thì nó sẽ gán cái chất liệu lên trên bevel đó. Texture này thì cũng không khác gì việc chúng ta sử dụng chất liệu cho cái phần uh, hình ảnh, layer hình ảnh mà ta có thể dùng tô bằng cái mẫu pattern ta sẽ học ở bài kế tiếp. Uh, ta có thể đặt chất liệu vào trong cái khối bevel emboss uh, một cách cũng là đơn giản là chỉ việc là chọn cái mẫu texture mà ta có trong các thư viện mà ta tích hợp trong phần mềm mà thôi. Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu thêm về cái hiệu ứng của lệnh bevel và emboss giúp chúng ta có thể tạo ra các hiệu ứng nổi khối trên phần hình ảnh ở layer style mà chúng ta đã đang nghiên cứu trong chương học này. Ở bài học kế tiếp thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nốt về ba cái lệnh là color overlay, gradient overlay và pattern overlay là những lệnh cho phép bạn có thể tô màu và tạo thêm các cái chất liệu để lên trên cái layer của chúng ta để tạo ra những cái kỹ xảo tiếp nữa cho phần chữ trong bài tập này.